Trái với kỳ vọng của nhiều chuyên gia về sự phục hồi mạnh mẽ trong năm 2022, kinh tế toàn cầu đang đứng trước nhiều tác động lớn đến từ cú sốc kép đó là đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột của Ukraine. Hiếm có khi nào dự báo tăng trưởng toàn cầu lại được điều chỉnh nhiều lần theo chiều hướng đi xuống như từ đầu năm đến nay. Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế, triển vọng tăng trưởng từ nay đến cuối năm là không cao. Các tổ chức tài chính quốc tế lớn đều đưa ra những dự báo không mấy sáng sủa về triển vọng kinh tế toàn cầu. Ngân hàng Thế giới WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay từ mức 4,1% xuống 3,2%. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3,6%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với dự báo hồi đầu năm. Có 3 lý do chính cho việc hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu. Thứ nhất, cuộc xung đột Nga-Ukraine làm tăng giá năng lượng và hàng hóa trên thế giới, dẫn đến sản lượng ít hơn và lạm phát nhiều hơn. Thứ hai, tình trạng lạm phát gia tăng ở hầu hết các quốc gia và dự kiến sẽ còn kéo dài, khiến các ngân hàng trung ương buộc phải thắt chặt kiểm soát chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó là đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc với việc đóng cửa thường xuyên hơn do đại dịch COVID-19. Trong các nền kinh tế lớn, IMF dự báo GDP của Mỹ sẽ tăng 3,7% so với mức tăng 5,7% năm ngoái, trong khi kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,4%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5% mà nước này đề ra. Tăng trưởng của các nước khu vực Eurozone giảm xuống mức 2,8% so với mức 3,9% trước đó. Còn tại châu Á, IMF dự báo khu vực này năm nay tăng trưởng 4,9%, thấp hơn so với mức 6,5% của năm 2021. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng hội nhập kinh tế mạnh mẽ ở châu Á-Thái Bình Dương có thể trở thành động lực mới cho kinh tế thế giới. Châu Á chiếm phần lớn dân số toàn cầu và cũng là trung tâm sản xuất của thế giới. Nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang đi đầu trong cuộc đua hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều này thực sự là một tin rất tốt cho phần còn lại của thế giới. Báo cáo thường niên tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao 2022 cuối tháng 4 vừa qua đánh giá, kinh tế châu Á vẫn đang trong tiến trình phục hồi. Tuy nhiên cũng nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng của khu vực có thể thu hẹp, đồng thời cần phải ứng phó hiệu quả trước các thách thức lớn như tình hình dịch COVID-19, nhịp độ và cường độ điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ và châu Âu, vấn đề nợ công của một số quốc gia và nguồn cung hàng hóa then chốt. Trong những khó khăn chung của toàn thế giới thì Việt Nam với sự điều hành quyết liệt từ chính phủ, sự vươn lên của mỗi doanh nghiệp đang có những bước phục hồi mạnh mẽ. Trong 4 tháng đầu năm nay, nền kinh tế của chúng ta tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành nghề và lĩnh vực. Tình hình dịch bệnh ổn định cùng với các giải pháp về các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế đã giúp nhiều doanh nghiệp an tâm sản xuất và có được những kết quả kinh doanh khả quan hơn. Tăng trưởng GDP quý 1 của năm nay ước đạt 5,03% so với cùng kỳ của năm ngoái. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng 4 tháng đầu năm tăng 2,1%. Cân đối lớn về tài chính, tiền tệ, tín dụng cơ bản được đảm bảo. Thu ngân sách nhà nước kết quả khả quan. 4 tháng đầu năm thì đã có 49.600 doanh nghiệp thành lập mới, là mức cao nhất trong giai đoạn 4 tháng đầu năm từ trước đến nay tại Việt Nam. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm tại Việt Nam ước đạt 5,92 tỷ đô la Mỹ, là giá trị cao nhất trong 4 tháng đầu năm các giai đoạn từ 2018 đến 2022, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế năm nay phát triển. Nhìn rộng ra toàn khu vực thì châu Á trước đại dịch đã đi đầu trong động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh hiện nay, một lần nữa, khu vực này được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình phục hồi kinh tế của thế giới. Tác động là rất sâu rộng, nhưng không phải là không có những gam màu sáng sủa và đầy hy vọng. Chẳng hạn như tại Ấn Độ, năm tài khóa vừa qua thì New Delhi đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng là 8,9%. Năm nay thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo là tăng trưởng của Ấn Độ vẫn đạt được con số là 8,2%. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Anh Phương, thường trú đài truyền hình Việt Nam tại khu vực Trung Đông và Nam Á để tìm hiểu sâu hơn về những bước đi mà Ấn Độ đang tiến hành. Xin chào anh Phương ạ. Được biết là Ấn Độ dự kiến sẽ là một trong những cái nền kinh tế tăng trưởng rất là mạnh mẽ, không chỉ của châu Á mà cả kinh tế thế giới nữa. Vậy thì không biết thời điểm này họ đang có những cái con đường như thế nào, những chính sách ra sao để làm sao mà duy trì được cái tốc độ phát triển kinh tế ổn định trong 2 năm qua như vậy ạ? Các chính sách phục hồi kinh tế của Ấn Độ đã đề ra suốt thời gian qua có thể nói xoay quanh một triết lý đã được Thủ tướng nước này Narendra Modi đề ra, gọi là Atmanirbhar hay tự lực cánh sinh.
Tư duy là nếu bên ngoài trở nên biến động khó lường, thì đây sẽ là lúc để quay trở lại cải tổ năng lực bên trong mình. Một số bước đi nổi bật có thể kể đến như việc cắt giảm chi tiêu chính phủ thông qua tái cơ cấu bộ máy, hay như chính sách thuế. Ấn Độ thời gian qua đã ban hành nhiều ưu đãi thuế để hỗ trợ người dân doanh nghiệp, nhưng đồng thời lại tiến hành những bước đi mạnh mẽ để chống thất thu thuế. Kết quả là thu ngân sách trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 năm nay vẫn đạt mức kỷ lục hơn 350 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với năm tài khóa trước đó. Ngoài ra, cũng rất đáng chú ý là quyết tâm thu hẹp tỷ lệ lĩnh vực kinh tế phi chính thức trong cơ cấu kinh tế. Trước đây thì kinh tế phi chính thức chiếm tới hơn một nửa giá trị nền kinh tế Ấn Độ, nhưng đến năm ngoái thì chỉ còn chiếm 15-20% GDP mà thôi. Đây là tín hiệu đáng tích cực. Nền kinh tế phi chính thức là nền kinh tế của các hoạt động làm ăn nhỏ lẻ như bán hàng rong, quán ăn vỉa hè hay sửa xe. Điều này không chỉ tạo ra thất thu thuế, mà nền kinh tế vận hành chủ yếu trên cái nền của những hoạt động giản đơn phi chính thức thì tất yếu cũng sẽ làm thiếu đi các khoản tái đầu tư cho đổi mới và sáng tạo. Xin mời trường quay. Thưa anh Phương, không biết là mục tiêu thời gian tới đây mà Ấn Độ đặt ra là gì để quá trình phục hồi kinh tế của họ vừa nhanh vừa bền vững ạ? Tập trung củng cố nội lực đã giúp tăng khả năng chống chịu khủng hoảng cho nền kinh tế Ấn Độ. Tuy nhiên, một số rủi ro cũng được giới kinh tế nước này chỉ rõ cần giải quyết. Thứ nhất là rủi ro từ chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm kích thích nền kinh tế. Giới kinh tế Ấn Độ cho rằng mục tiêu ưu tiên lúc này cần phải thay đổi sang kiểm soát lạm phát rồi, chứ không còn là kích thích kinh tế nữa. Ngoài ra, chính quyền trung ương và các bang cũng đang được khuyến cáo phải đảm bảo cho được động lực quan trọng cho sản xuất là điện. Sản xuất phục hồi nhưng lại không có năng lượng cho sản xuất, đúng theo nghĩa đen, đang là bài toán lớn mà nước này phải giải quyết. Nhiều bang tại Ấn Độ giá điện nhảy múa rồi phải cắt điện luân phiên do thiếu than đá, còn hạ tầng các nguồn năng lượng tái tạo thì không đủ đáp ứng. Xin mời trường quay. Xin được cảm ơn phóng viên Anh Phương với những thông tin từ Ấn Độ. Còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp phóng viên Minh Phương từ Nhật Bản và chị ấy sẽ đem đến cho quý vị một góc nhìn khác về nỗ lực phục hồi sau đại dịch. Cụ thể ở đây là ngành du lịch. Nhật Bản vừa qua đã có một tuần lễ vàng, kỳ nghỉ dài nhất trong năm. Sau 2 năm vắng vẻ do dịch Covid-19, năm nay các địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản đã đông khách hơn. Sự nhộn nhịp đã quay trở lại với những khu phố vắng bóng khách du lịch trước đây. Thành phố Nara dần lấy lại sự nhộn nhịp sau hơn một năm vắng bóng khách tham quan. Người dân trong và ngoài tỉnh đã bắt đầu tìm đến những địa điểm du lịch tạm bị lãng quên trong mùa Covid. Tỉnh Nara cũng đã thành lập trung tâm hỗ trợ khách du lịch bằng các hoạt động như hướng dẫn miễn phí tại các địa điểm du lịch, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản miễn phí như gấp giấy origami, cosplay, mặc thử kimono, thực hành trà đạo. Việc này đã thu hút thêm cả khách Nhật và khách nước ngoài sinh sống tại đây. Corona khiến tôi khó kết bạn trong thời gian ở đây. Hôm nay tôi đến Nara vì được các học trò rủ đi và giờ họ là những người bạn của tôi. Tôi rất vui vì đã có thêm những người bạn Nhật. Nửa năm rồi tôi chưa đi du lịch. Nếu Covid được kiểm soát thì tôi muốn đi du lịch nước ngoài nữa. Còn bây giờ thì chỉ đi trong nước thôi. Tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có thể đi du lịch trở lại. Cùng với việc thành lập, mở rộng các hoạt động hỗ trợ du lịch cho người ngoại quốc, các doanh nghiệp tỉnh thành còn tích cực tham gia các hội chợ triển lãm du lịch, chuẩn bị các tài liệu cũng như dịch vụ bằng tiếng Anh, tạo ra các gói sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người nước ngoài đang sống tại Nhật như tour du lịch ngắn ngày, nhiều hoạt động trải nghiệm. Tình hình tiêm vaccine tại Nhật tiến triển theo đúng kế hoạch, nên lượng khách du lịch bắt đầu tăng lên. Chúng tôi muốn hướng tới người nước ngoài đang sinh sống tại Nhật, nên đã tạo ra nhiều gói sản phẩm dành cho đối tượng này. Thành phố Beppu trước kia cũng có rất nhiều khách du lịch nước ngoài, nhưng do Covid nên không còn nữa. Vì vậy chúng tôi muốn thu hút khách nội địa, đặc biệt là người nước ngoài sống tại Nhật. Thông qua SNS, chúng tôi muốn mọi người biết đến những điểm hấp dẫn của thành phố Beppu cũng như tỉnh Oita. Theo thống kê của Bộ Giao thông Nhật Bản, khách du lịch nước ngoài đến Nhật năm 2019 là gần 31,9 triệu người. Năm 2020 là khoảng 4 triệu người và năm 2021 chỉ còn 250.000 người. Với định hướng tập trung vào khách nội địa, các dịch vụ đi kèm như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm đang dần lấy lại không khí nhộn nhịp, hứa hẹn những hồi phục trong thời gian tới. Dịch bệnh Covid đang dần được kiểm soát và cuộc sống của người dân Nhật Bản đang dần trở lại với sự bình thường mới với các kế hoạch du lịch.
các tỉnh thành cho thấy những động thái thu hút khách du lịch trong nước, còn các doanh nghiệp lữ hành kỳ vọng vào sự khởi sắc của ngành du lịch Nhật Bản trong năm 2022-2023. Minh Phương đưa tin từ Nhật Bản. Mỗi quốc gia thì sẽ phải tìm một con đường đi riêng trong quá trình phục hồi kinh tế, nhưng dịch vụ và du lịch vẫn là những lĩnh vực được ưu tiên, bởi nó không chỉ có giá trị trong việc giúp các quốc gia hồi phục về các chỉ số kinh tế, mà nó còn là những liều thuốc về mặt tinh thần, giúp cả thế giới lấy lại được những suy nghĩ tích cực sau 2 năm dịch bệnh hoành hành với liên tục các đợt giãn cách xã hội.